Dạ, kính thưa tất cả quý vị đại biểu, hôm nay em được phân công làm một tiết mục văn nghệ chào mừng cái hội thảo ngày hôm nay nè. Đó, mà lát nữa tụi em còn phải học nữa nha, học về thuốc, bảo vệ thực vật nữa đó, lát nữa thi nữa đó. Mà bây giờ không cái gì, tôi đang nói chuyện ngon lành đâu đâu ra nhận được vậy. Ra thi. Thi gì? Thi ca. Đi ca hả? Ông ở đâu ạ? Bảo vệ thì ra ngoài trước có cái cổng bảo vệ, ngồi đó đón đại biểu và chỉ người ta vô trong này để hội thảo. Không phải nói thách với cô, cái đại biểu của tôi rất là nghiêm chỉnh, đầy hết đời, cái hội trường không còn chỗ ngồi, tính là nơi cái phách nó ra nữa, đại biểu vô nữa đó, bây giờ bỏ ngoài dữ lắm á, ở ngoài coi màn hình cũng ngoài đó. Vậy đi nha. Dạ. Rồi để rút kinh nghiệm. Coi như tôi rảnh mà. Rồi bây giờ vô mình thiên cao, biết cao không thấy? Nãy thầy Chiến tới, thầy Chiến nói ông vô thiên cao, thầy Chiến vô thiên thiên ca phải không? Thiên ca. Bây giờ ca thử nghe coi nè. Ca gì? Ca cải lương. Trời ơi, vậy miền Tây ông ca gì? Ông ca gì? Ông ca nhạc Tây Nguyên hả? Ca cải lương tôi ca cho tốt lắm à. Tại vì sao đóng hoa tôi ca bài á. Đi với thầy Chiến đâu bạn ca nè. Được rồi, biết rồi. Nhưng mà giờ tôi có một cái điều kiện. Dạ. Nếu ca mà khán giả vỗ tay, dạ, thì cho vô đi. Dạ. Còn nếu không vỗ tay thì tiếp tục ra cổng bảo vệ, nghe chưa? Bà con dòng họ tôi không? Cái kì ca thì vỗ tay tới đó, ba là yêu cầu của ca không á. Rồi vậy hát đi, hát đi. Dạ. Em ơi, dù gió mặt đất này có sụp đổ tan vỡ, dù gió dần như kia có tắt liền đi giữa vùng trời dâm. Giống nhân đường đó nha. Ờ vậy đó. Rồi tiếp tục. Thì từng cảm thấy nó trong đời đủ thủy, thì đừng nói tiếng biển biển con tôi tình chi mà trời nở cách chia lối, trời đổi nhà kim sao được thương cây dưới cội người sợ người tội lắm người ơi, là rằng không biết thì tôi biết rồi, vỗ tay giùm em để em được vô làm. Chơi vậy ai chơi lợi. Người ta đã có đuôi rồi, yêu chẳng đâu ấm bằng người tình chung, để mình giác cặp chiếu mong chờ đợi chi nữa, uổng công đời chờ. Sau này quen dữ lắm nha. Tôi đi cai con cao lên với thành chiếu mà. Dạ. Tình anh mới chiếu. Bài này ông vô là ông dành cái bài này. Bài này của ông già tía tôi. Út ôn. Đúng rồi, nãy con anh nói thật. Nè, đánh. Nãy con anh đại biểu hỏi ông già tía tôi nay nhiêu tuổi. Trả lời đi. 105. 104 à. Lúc chết đến giờ tụt lửa bố mà tôi là bảy người dân mình á là hay xài tuổi ta. Vậy hả? Ừ. Vậy là cô là Út Phượng phải không? Con không người phải không? Đợi gì vậy? Nè, nghe nè, coi được rồi, khán giả vỗ tay. Dạ. Cho vô làm tiết mục với tôi nha. Cảm ơn cô. Bây giờ tôi chọn cái trích đoạn phụng hoàng trong tuồng cải lương nửa đời hương phấn. Ba người nữa. Thì ba người, bây giờ ông một, tôi hai, còn người nữa. Kêu anh Chiến lên. Không được, giai nữ. Ờ, giai nữ à? Ừ. Ông giả thái được. Không được, bậy. Thôi, bây giờ nếm nữ. Con chị Lâm. Năm ơi! Dạ, hai năm. Dạ, hai với tụi em tầm hướng đây năm. Xin giới thiệu chị Lâm Hạ Châu. Có thứ năm của nghệ sĩ Quân Thú Bắc Sơn. Rồi, biết rồi. Tôi với chị Lâm dạy chung một cấp lớp, biết không? Dạ, đâu biết đâu. Tính trước thì... Mà thổ đổi chị Lâm dạy người hoàn toàn đồ xịn các bạn. Còn tôi lớp tôi có thằng như khùng vậy đó. Tôi đang gọng chết đây nè. Cho nó nghỉ đi. Thì đó là cả để coi nó, nhưng mà nó cũng khôn lắm. Dạ. Xiên lắm. Dạ. Rồi thôi, bây giờ chúng em sẽ làm tiết mục nửa đời hương phấn. Rồi. Xin giới thiệu sơ qua cho đại biểu mình nghe.
Trong cái đoạn này nó có ba giai. Giai thứ nhất, Bích Phượng giai The, nghệ sĩ Hà Châu giai Diệu. Diệu là em ruột của The. Còn ông bảo giải này, dạ, ông giai Tùng. Ừ, cái cánh luôn. Tùng là Tùng thầy. Tùng này là người yêu trước đây của The, nhưng vì gia đình cấm cản cho nên The buồn quá, bỏ Tân Hưng đi lên Sài Gòn bán thuốc rồi sao luôn. À, bây giờ hôm nay nhận được thiệp cưới của em mình, lấy ông chồng là người yêu cũ, đau lòng vô cùng. Nhạc vô, nhạc vô. Đau lòng, đau lòng. Diệu, dạ, chỉ có nhận được thiệp cưới của em, nhưng mà dù biết em cũng hạnh phúc chứ không chịu dụng ta. Okay.
rồi. Các bạn
nhìn mấy chú vô nhà đâu rồi biết trình độ rồi. Rồi sao em vô nhà bà Sáu thì sao rồi? Sửa thôi ông đánh sửa ra tôi về á anh đánh vô 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 sửa 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 cho ông nội tao tôi đã tin vô sửa cho ông nội tao bạn bạn có thể kiếm vậy mày nói sửa sửa ông nhiều chuyện gì đâu hết ông nội tao ông đã tôi đến đây dạ 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 tại sao rồi bạn ơi. Sửa con nên nói nỗ lực chửi ông nội của con hả? Thôi nói đi đó bả đưa cái quần quả đấy thằng nào leo nào cứ lấy rách cái quần người đó rách lên chỗ cái hằng rách lên chỗ ông vừa nói bữa nào đứa nào muốn mày bé tao tao xin chứ và đứng đọc chúng ta lên đường luôn. Nói cô vô trong chủ đề chính cô nói nha, nói ngày mai tới chủ đề em lắc lắc tôi về đó lắc tôi về cũng để cô biết cô nghĩ cái vụ mà như bồ cái mặt của cô hỏi mày bưng cái vô nhà tao bữa hôm nay kiểm tra rất là dễ thôi à, các bạn sẽ áp một điều lý nói một tên thuốc mà nói rõ hoạt chất của nó bạn nào lưu lót là sẽ là được điểm cao thôi. Bây giờ theo đề nghị của khán giả một vị đại diện cô nhờ cô cắt chúng đi cô cắt chúng đi cô cắt chúng đi cô mày nói chuyện mà lấy cái mặt mày xa xa mà đừng có đưa cái mặt người khác thôi rõ hơn cái mặt người ta cô phải không cô ho ngoài nó rất té. Nếu có thuốc có ăn nông bảo vệ rung nương cây ngô trên đầu cây mía cùng cây lúa nè và từ nay có điều có rồi làng thuốc có ăn nông sao lần nghe thấy dụng từ mọi người tin đây là sản phẩm New Co thay thế cho 2.4D. Sản phẩm này có thể xịt trực tiếp lên cây lúa. Rồi. Không được xịt lên lúa nhật. Đúng rồi, xịt trực tiếp lên cây bắp. Không được xịt lên bắp lai. Đúng luôn, mà xịt trực tiếp lên cây mía. Đây là một sản phẩm diệt cỏ chọn lọc, tức là khi chúng ta xịt lên cái cây trồng mà không chết gọi là chọn lọc. Hết cái sai con ra là chọn lọc trên cây lúa nha. Thì chúng ta lưu ý rằng là sản phẩm này khi ta phun qua lá nó hấp thụ vô lá. Bạn nó dẫn xuống rễ cái dư cái gốc dư rớt xuống đất nó ngược lên là cái diệt cỏ tận gốc đề thì có 2.4D thay thế cho 2.4D nha. Và cái này chúng ta sẽ cộng với một cái loại thuốc khai hoang đó là glufosinat hay còn gọi là sản phẩm cỏ lưu dẫn. Chúng ta thấy hai sản phẩm này cộng lại với nhau chúng ta sẽ diệt được các loại cỏ hoang. Nếu trong vườn cây chúng ta cây mình cây ăn trái hoặc có bờ thì chúng ta sẽ phải lưu ý là phải cách xa cây trồng. Cô nó nhắc tới là glufosinat em hát luôn cô đến nữa nhé cô nhớ cách điểm nghe em hát nhiều bài cho nghe 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 sinh mạch nước đây là tên thuốc chuyên dùng diệt cỏ dại khai hoang diệt cỏ tận gốc luôn nè. Cái rùi tên hàng thuốc cỏ ăn ông hoặc chất là tên glufosinat này nha. Nhớ không sực lên cây nông diệt cỏ thật nhanh chất lượng cao. Đã biết đúng này rồi các bạn ơi, sản phẩm này chúng ta gọi là sản phẩm diệt
cỏ lưu dẫn, xử lý cỏ để mà trồng cây thì chúng ta cách ly 15 ngày. Còn những cỏ trên cây trồng hiện đang có thì chúng ta cách xa cây trồng 1 mét tính từ gốc. Và chúng ta nhớ rằng là cái này nó sẽ thấm xuống đất và nó hút ngược trở lên và cây trồng của mình có thể bị ngộ độc nha quý vị. Khi sử dụng có cây trồng phải lưu ý điều này. Và sản phẩm này ngày hôm nay chị Nga, tức là cô Lê chị Nga hồi nãy giới thiệu từ đầu chương trình, sẽ bán cho quý vị bán giới thiệu 55.000 đồng 1 lít ở 900 ml là 1 ca thượng vậy đó. Nếu chúng ta ra ngoài chợ mua có thể là 60 hoặc 65.000. Hôm nay chúng bán đúng 1.000 hôm nay và liên hệ với Hội Nông Dân để làm cầu nói giới thiệu sản phẩm đến quý vị. Đây không phải là đây không phải buổi bán hàng mà chỉ là hàng đối chứng. Và tiếp theo khi chúng ta sử dụng trên cây lúa thì sản phẩm tiếp theo mà chúng ta phải lưu ý chính là thuốc trừ sâu. Thuốc trừ sâu cuốn lá và là sâu đục thân đúng không cô? Bây giờ sâu cuốn lá và sâu đục thân thì các bạn sẽ sử dụng loại thuốc gì? Thông thường thì chúng ta sẽ sử dụng gốc thuốc tổng hợp. Nhưng hôm nay bé heo bài dưỡng thi của bé heo là một sản phẩm mới của Đoàn Non được mang tên Bixon. Bixon là mặt trời lớn. Dạ thưa cô, con sẽ hát một cái giai điệu rất là quen với người nông dân, đó là giai điệu lý cái mền. Cái đó, đó. Hồi nhỏ đó cô, hồi nhỏ mê lý này cái má lan lấy mà đắp lại cái nhớ chứ. Đó, đó. Học bài lấy cái mình để chung vô nuôi chứ. Lấy cái mờ không anh? Lấy cái mờ đâu? À đúng rồi, bạn chơi đúng, lấy cái mờ. Con anh nhớ là người dân Nam Bộ mình ghi gì cái lưu nhà các điều lý Nam Bộ. Các anh chị đây nhớ nằm lòng á. Đúng rồi. Giới thiệu sai đấy, người ta hát sai. Dạ rồi, bây giờ sẽ hát lý cái mờ. Dùng bích sinh gây sâu tiêu hơn. Đã có bích sinh con nhà nó cũng tèo luôn, thuốc an nông tập đoàn dân tiên nhất trên thị trường, hàng an nông chất lượng đề cao mong giữ cho bà con tiêu diệt tất cả dịch hại ruộng nương. Tại sao mà nói tiêu diệt hết dịch hại ruộng nương? Bởi vì sản phẩm này là hai gốc Tebuvendirad và Pyriprosefen là hai cái gốc mới cộng lại với nhau và chất công hóa của nó rất là mạnh mẽ, có thể xử lý được sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy nâu và nhận vé. Còn bỏ chỉ thì bỏ qua một bên luôn, chỉ cần hơi thôi là đã chết rồi. Nhưng mà nếu mình xài sâu cuốn lá sâu đục thân ở tuổi 1, tuổi 3 đúng chứ đúng không? Đúng rồi, nói như thầy Chiến dạy á, là chúng ta phải đi thăm đồng và coi thấy tuổi 1, tuổi 3 là chúng ta xịt gì để không con sâu đó nó cuốn vô cái lá thì chúng ta khó mà xử lý nó. Rồi còn nếu như nó chui vô cái đọt rồi, cái đọt nó bây giờ có giết được con sâu, cái đọt đâu có chỗ bầu. Đó, nên chúng ta phải canh me vào lúc tuổi 1 và tuổi 3 chúng ta phun xịt. Sản phẩm này là tốt nhất, chúng ta nhớ nha, có thể xử lý được nhện vé nè, nhện vé trên cây lúa và nhện đọt cây trái. Nhưng nếu áp lực cao thì phải kêu thằng đực nó hát một sản phẩm. Nhìn kiếm nhìn cái đàn nó đi vô nhà thấy không? Nhưng nếu mà có người mà không nghe nè, cái thuốc mà bích sơn lan như vậy, tới đại lý một người nói là tôi mua thuốc bích cái sơn. Bởi vì cái bạn này, bạn này học trình độ lớp 12 rồi mà không biết tiếng Anh gì hết trơn à? À không phải, người ta bích sơn, bích là lớn, sơn là mặt trời lớn. Nhưng mà nó bích cái sơn mà. Người ta đâu bích sâu. Cô bạn này trình độ bạn này chắc học bích không mặt của em á cô ơi. Không có đâu. Bây giờ bạn biết gì đâu. Mặt cao là gì? Phải học cao lắm á. Cái dễ gì? Tổng lớn tuổi mà. 16 năm học lớp 1 không ấy. Ừ, trình độ quá cao. Bây giờ ta thuốc nhận được không? Thôi bây giờ hát thuốc nhận đi. Nhận kia đi. Nhận được hoàn đi cái màn hình cái mỏ ông kìa. Đó. Nhìn ngang con gái đi cho chiếu cho ta coi. Trời ơi. Nhìn lớn luôn. Ôi xin ra cho ta coi màn hình đi. Biểu tượng. Biểu tượng của con nhện chứ. Ờ, bớt rồi, ca ra. Nhện nó có hai cái râu á. Nhện nè. Hát cái hay nha, hát giỡn cái đuổi liền á. Con nhện làm cho ruộng vườn thấp thu, thuốc niêu thang cứu tinh cho ruộng vườn. Quan trọng là cái dùng cứu tinh cho ruộng vườn. Đừng có lo gì, luôn nhớ về ăn nông, cũng đừng bỏ quên đi, hãy dưỡng tinh siêu nhện. Chỉ một lần xài thôi, mãi mãi tiền niêu tham là con số tan rồi cờ ra. Im! Tự nhiên đang đi học tiếng hát lô tô à. Bạn học không có nghiêm chỉnh gì cho mà lô tô cũng tào lao cũng lô tô.
cô thấy không, bạn này chắc cho đi lên phòng y tế mà. Gì mà bằng đực ngồi lấy hơi buổi nay nói đẹp quá. Mày biết nha, tao nói với cô đuổi học mày cho mày coi nè. Cô gọi là mày đi vô cô đi vô phòng lớn coi. Cô vâng cũng biết ghê rồi đó trời. Bạn bên cửa rồi nè. Đi vô để cô nhận cô buồn ra. Cô ra coi lớp để cô nhận cô buồn ra. Dạ cô đi rồi, bây giờ mình ôn tập đi ha, để chút xíu nữa mình vô mình trả bài. Hồi nãy mình nói là cỏ với sâu rồi thôi, bây giờ mình nói về bệnh đi. Nó nghe là tao viết cái bài bệnh này nha, rồi tao học hát mấy bữa nay rồi mày nghe giùm tao nha, rồi tao có được điểm cao nha. Nhưng mà bài trước hát bài này là bài điệu gì để cho bà con còn nhớ chứ? Mi fa do chính là tên thuốc của tổng đoàn danh tiếng An Nông, sản xuất ra giúp lúa vàng đồng, lúa vàng đồng nhờ thuốc của An Nông tiêu diệt đạo ôn, tăng 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 vàng lá tháng thư, tăng 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 tăng. Trời ơi, tụi mày đòn lạc cây của tao hả? Mày cười quá à. Lê lê hạt nấm hồng, tăng 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 và từng rồi nghe xạo rồi thì chết. Mấy bạn biết không, bạn này mình đang hát tông mà bạn đem tông lâm tụ tụ cứ như tưởng mình lạc tông á. Xin lỗi mình con gái nha chị Bác Sơn, đâu dễ gì lạc tông. Các bạn ơi, đây là một sản phẩm được cấu tạo bởi Anhitobin và Difenconazole để xử lý rất nhiều loại nấm bệnh ở giai đoạn cuối của cây trồng. Đối với cây lúa giai đoạn cuối, chúng ta phải tịch phòng đạo ôn, lên lâm hạt, vàng lá và rất nhiều loại nấm bệnh xảy ra trong cùng một thời điểm được gọi là tạp nhiễm, thì chúng ta sẽ sử dụng Mifatop. Đó. Bây giờ các bạn thấy là giai đoạn cuối các bạn còn bị những cái bệnh gì trong cây lúa của mình, các bạn có thể hỏi bác sĩ sẽ trả lời các bạn liền tại đây. Nếu bác sĩ đi sẽ có thể chỉ trả lời. Đó. Có rồi mày. Có. Ủa tao hỏi mấy bạn, hỏi mày hả? Mấy bạn ơi. Trời ơi, có trong gì vậy? Đây bạn bè trong lớp học thì người ta trả lời được, tôi cho hỏi được hả chạy? Rồi cho mày hỏi luôn. Có nghĩa là trong cái giai đoạn này á, nó sẽ có một cái bệnh là nó cháy từ cái chân lá, nó cháy hết hai bên cái phiến lá, nó cháy xuống luôn. Gọi là cái gì? Cháy thì lá. Đúng không? Cháy thì lá. Giờ là xài băng băng tớp luôn hả? Nếu mà cháy thì lá đó nha, mà nó để mà nặng nha là cháy hết. Nếu cháy luôn cái lá đồng là khỏi luôn, nó không có quan hợp, tạo em chứ không có đem dinh dưỡng gì lên cái hạt lúa hết, là lép cái hạt liền. Mà quan trọng là xài thuốc đó luôn đúng không? Vậy, cái này là do vi khuẩn Santonab nên là mình phải sử dụng thuốc khuẩn. Đây, siêu khuẩn. Nói thiệt các bạn là mình đã biết trước câu hỏi này thế nào cũng bị lòi ra, nên là mình đã chuẩn bị bài hát về siêu khuẩn. Trời ơi, hay thiệt cái gì chuẩn bị bài hát? Bài hát này là điệu Lý Kim Sắn. Lý con chim phải không? Ai? Phải đúng rồi. Sắn. Lý Kim Sắn. Thì Lý con chim. Không, Kim Sắn. Thì con Kim Sắn. Không, chỉ một mình Lý Kim Sắn thôi. Bởi vì là các bạn của mình ai cũng biết nhiều điệu Lý, cho nên mình nói sai cái tên điệu Lý sao người ta hát được. À, bây giờ mình hát cho bác tên Lý Kim Xanh hát về siêu khuẩn. An Nông siêu khuẩn thuốc đây là hàng tuyệt chiêu, siêu khuẩn cung vào lúa tôm không lo cháy rìa, vì An Nông vẫn luôn đồng hành là nhà sản xuất có tâm, hãy dùng siêu khuẩn. Hát cho nghe là bạn ơi. Quê gì nè? Bi Kim. Ồ, Bi Kim mình biết rồi. Bi Kim tức là Big Metiozone cộng với sulfur cộng với phenoxylin là một trong những cốc thuốc hiện nay đang được thịnh hành để xử lý đạo ôn, bởi vì nó khoanh dùng với mình làm khô mặt bệnh, chống cho bào tử nắng phóng thích ra không khí lây nhiễm đi nơi khác. Do đó phenoxylin ở tập đoàn năm chúng tôi có một sản phẩm trị đạo ôn tên là TTD. Ngoài ra còn cộng với sulfur và bí kim tạo nên bí kim. An Nông vừa ra thuốc mới đã có bí kim bảo vệ đồ lúa nặng bông, lúa đạo ôn hay bị vi khuẩn khỏi lo nữa nè. Ngày hôm nay hát mừng bí kim chung sức lo bảo vệ ruộng nương, bí kim này quyết diệt nấm khuẩn tuyệt chiêu. Còn Mifatop thì là tạp nhiễm, chúng ta có thể xử lý được lem lép hàng đạo ôn đoàn lá v.v. Và cái Mifatop này nếu chúng ta trồng về trái cây thì có thể trị được thắng thương thối dụng. Chúng ta lưu ý là trái cây và rau màu thì sử dụng thuốc hóa học phải tuân thủ thời gian cách ly. Và bây giờ là chúng ta đã qua được sản phẩm là cỏ nè, sâu nè,
nghĩ. Còn bây giờ một vấn đề nan giải nhất là chúng ta sử dụng phân hữu cơ, phân vô cơ quá lâu trong đủ mình, nó sẽ bị chai, làm cho bộ rễ không phát triển được và bộ rễ không hút được dinh dưỡng, hoặc là cái pH thấp. Thì phương án nào để xử lý tốt nhất, nhanh nhất và hiệu quả nhất? Phân hữu cơ nhập khẩu từ Nhật Bản. Đúng rồi, hiện nay xu hướng của bộ dịch dịch là hướng cho bà con ta đi vào đường phân bón hữu cơ để tránh đất bị chai đè và hư. Đúng vậy, để mình hát cho bạn nghe một loại phân gà được nhập khẩu từ Nhật Bản mà đặc biệt hát tiếng Nhật luôn. Hát tiếng Nhật mới đây bà con mình người Việt Nam còn hát tiếng Nhật này. Được, sao không biết? Không biết, không biết bạn. Biết, chắc chắn biết. Mình phải thử. Không tin không? Để hỏi chú. Chú biết. Chú biết tiếng Nhật ai xin đồ mô hồ chú. Hoàng gia mô hồ chú biết chú. Chú cười thì chú hiểu đó. Đó, còn không chia sẻ nghe chú nói chú mới nói rồi thấy không? Vậy thì họ hỏi chú chứ. Hàng ngày hàng xe chú hiểu là gì không? Là phân gà. Cái ghê, tiếng Nhật cái ghê. Ủa thì đúng mà. Thôi cắt bằng luôn á, tao bằng hát luôn. Đây nghe nè. Hàng ca xe. Em không? Hà ca sĩ là phân bón tốt. Hay tốt chốt vậy rồi thôi chứ. Tốt tốt nhiều mới chẳng nổ chứ gì chơi á. Bây giờ hỏi bạn này, hai bạn xài chưa? Chưa. Nghe nói hay mới dạy xài. Chuẩn bị xài thôi. Thì nếu chưa xài sao cản tôi xài đầu tôi biết. Cho bạn nói tiếp luôn. Hà ca sĩ là phân bón tốt. Hãy bón hạt cà xê, hứa hẹn dù lúa bội thu trái cây ngon ngay rau sạch lá bán tăng giá nè. Hạt cà xê đến từ Nhật nghe, ăn nông dân phân với mọi nơi. Hạt cà xê là phân bón hữu cơ. Thấy dạ? Bạn nó mình thử thách bạn thôi, chứ cái bài này là đề tài tốt nghiệp tiến sĩ này không tin họ thầy rồi. À, nhưng mà bị rớt. Đúng rồi, thầy chấm thì nó đúng rồi. Tại vì mình chưa có xài. Các bạn biết không, phân hữu cơ này nè xài rất là tốt nè. Theo như mình được biết nó có ba cái tốt. Cái tốt thứ nhất là khi mà chúng ta xài phân vô cơ nhiều thì đất nó sẽ bị chai đè và bộ rễ không phát triển được. Như vậy chúng ta xài phân này vào thì đất nó sẽ tơi xốp lên và có oxy dẫn xuống và nó né hoạt động hữu cơ. Nó né hoạt động hữu cơ. Đúng không? Tại vì chúng ta làm ba dụng mà cái thời gian ngắn dụng ngắn quá đâu có thời gian để cho nó phân hủy đâu. Chúng ta phải sử dụng cái này để tạo ra những cái sinh vật có lợi phát triển tốt để né hoạt động hữu cơ, đó là cái điều tốt thứ nhất. Ngoài ra nha, nó có pH là 8, nó sẽ trung hòa pH của những cái ruộng mà lâu năm bị pH thấp. Đúng rồi, pH phải 5 tới 6. Đúng rồi. Đúng không? Dưới 5 là sẽ không có tốt, cây mà nó không phát triển được. Cái đó pH 8 này nó sẽ là kéo cái pH cao lên. Đúng vậy. À, đó là cái tốt thứ hai. Còn cái tốt thứ ba quan trọng là không tăng chi phí sản xuất, cái đó nó còn đó. À. Theo như mình tính ra đó nha. Thí dụ một năm mà mình xài là 100, thí dụ thì 100 kg đạm thì mình chỉ cần xài 75 kg đạm, còn tiền mua 25 kg đạm kia mình mua phân này mình bỏ vô thì cây vẫn bảo đảm là đủ nguồn dinh dưỡng. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thường quan niệm là cái cây đó mình bỏ vô 100 kg mày phải ăn hết 100 kg, không phải nha. Có thể cây không tốt sẽ không ăn được hết 100 kg và nó sẽ bị lãng phí, bởi là nó bị rửa trôi bài hơi. Và bài hơi. Như vậy chúng ta có phân hữu cơ vào bảo đảm được cái bộ rễ nó sẽ khỏe và nó đủ dinh dưỡng, mặc dù chúng ta chỉ đó có 75 kg thôi. Như vậy là tiết kiệm được 25%. Chúng ta dùng thì nó để mua phân phân gà nhập khẩu HKC mà tính lại không tăng chi phí sản xuất. Đó là ba cái lợi khi chúng ta sử dụng phân hữu cơ cao cấp. Ê, cấp cái mùa lúa mà một con dịch bệnh mà mình sợ nhất á là con rầy. Con gì? Con rầy. Rầy. Con gì? Con rầy. 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 Chứ không rầy. Rầy. Ê, tao người dân đang bỏ tớ con rầy không? Là con rầy. Con rầy. Ê, nó nghe. Bây giờ có ai hát được con rầy không? Không. Rầy gì? Rầy nấu hay rầy gì? Con rầy nhiệt tới. Con rầy. Con rầy. Con rầy. Chào cô, em xin chào cô. Lớp cô. Trời ơi, rầy nấu là cô rành lắm nè. Học sinh lớp con đi chích cho cô. Lấy bơ cô. Đâu, lấy bơ cô. Ở nghiệm em đó, học 16 năm lớp 1 mà cô phải đánh kèm nó tới giờ luôn, cho nó thành học văn quá. Nó qua nó học thuốc truyền sâu. Vậy là cô dạy lớp 1 cô hát được không?
Dạ hết xui à. Đâu rồi? Sản phẩm đâu? Giày đâu? Xin người gửi đến cho quý đại biểu, đó là theo biểu Lý Hoa Cầu Siêu Kít. Hết đâu? Đó. Thường xuyên ta phải đi thăm đồng, tin rằng siêu chết thật là hay, ai ai nấy cũng đều khen. Tập đoàn An Đông đã làm ra thuốc tốt viên rầy, dùng ngay siêu chết để cho rầy nâu tiêu hết. Ta nhớ phun đúng liều nhẹ để cây trồng nặng trái bông đầy. Trời ơi cô hát hay lắm cô. Cô hay nghe mấy cô hát trên TV hoài, hát tôi quay cái bài thì em kỳ giống như mình, giống như con hữu cơ HKC để giờ tụi em đang học á. Phấn kìa. Cô có thể hát tặng quý vị mình hát live không này? Quý vị coi ca sĩ Bích Phượng trên TV không không? Bữa nay ca sĩ Bích Phượng hát tại chỗ luôn nè. Kiên kỳ phân bón hữu cơ là hàng nhất nhé. Kiên kỳ bón vào cây tốt cho quả trái nhiều. Vì An Đông chúng tôi vẫn là nhà phân phối có tâm, mang về hàng tốt loại dứt phân gà ghen kỳ. Cô, trước khi chị ta với các bạn đây nhé, cô mình đọc cái bài mở xuân hàng thu đông của nhạc sĩ Bắc Sơn. Cô giờ cho em hát để trình bày với quý diễn giả, sau đó chia tay với quý diễn giả hẹn gặp lại mùa sau. Kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ tạm chia tay với đại biểu, hẹn mùa sau gặp lại qua một liên khúc xuân hạ thu đông trong bốn bài hát của nhạc sĩ nghệ sĩ ưu tú Bắc Sơn. Chúng ta dành một tràng pháo tay cho tập thể chúng tôi đi ạ. Xuân tình yêu dịu dàng nói về mùa xuân nhạc sĩ Bắc Sơn cho đến khi mùa vầng Tết băn khoăn, nơi vương xanh mới nở, mùa gió.
Chúa dạy con đi, một Chúa dạy bên đường, một Chúa dạy thương thương bên đường hoa bờ dài. Chiều nắng tỏ hơi sương, tay nắng đông gian chiều buồn, nắng lạnh mờ sương, em luôn buồn lòng gió, lạnh lạnh ngao nguyên dương. Em bên anh chiều nay. Và nhớ mãi về những sản phẩm của chúng tôi. Còn bây giờ xin mời cô Lê Nga và Thị Chiến sẽ tiếp tục.